Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chúng ta cùng giờ sách Giăng, chúng ta sẽ đọc một đoạn kinh thánh này. Tôi sẽ đọc một câu, quý vị đọc một câu, chỉ có 5 câu thôi, chúng ta sẽ đọc kinh thánh đối đáp. Ban đầu, ngôi lời đã hiện hữu, với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngài đã hiện hữu đối với Trời từ ban đầu. Mọi vật do Ngài tạo nên, chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng thắng được ánh sáng. Chúng ta xem lại từ trong câu số 1. Đây là những cái phân đoạn kinh thánh rất là quan trọng, mang tính chất giáo lý để chúng ta hiểu biết về Chúa là đấng chúng ta đang tôn thờ. Thứ nhất ở đây, kinh thánh trong sách Giăng dùng cái từ ngôi lời, trong tiếng Anh là Word, W-O-R-D, V-O-R-D. Thì cái chữ này có nghĩa là lời, hay là ngôi lời, lời nói, ngôn từ. Ông bà anh chị em sẽ thấy rằng là trong khi tôi phân tích ấy, lời Chúa đấy, chúng ta sẽ thấy cái sự đồng nhất giữa lời và Chúa Giêsu. Lời là vô hình và Chúa Giêsu thì là hữu hình. Lời thì mình không nhìn thấy, nhưng mà Chúa Giêsu thì mình nhìn thấy vì Ngài là con người bằng xương bằng thịt. Làm thế nào mà chúng ta biết được lời ở đây chính là Chúa Giêsu? Chúng ta sẽ xem ở trong câu số 2. Câu số 2 gọi lời là gì? Ngài. Trong tiếng Anh là He, H-E, ai biết tiếng Anh với từ này? Cái từ He là không dùng cho vật. Vật thì người ta dùng từ It. Đó. Nhưng mà ở đây dùng He để chỉ một thân vị. Người khi nói đến Chúa Giêsu là ngôi lời trở thành Chúa Giêsu thì dùng từ Ngài, chứ không phải là một vật. Cho nên Chúa Giêsu không phải là ngôi lời, chứ không phải là một cái tác động hay một vật gì cả, mà ngôi lời là đây là chính Chúa Giêsu. Chúng ta xem câu 14 ấy, thì nói rằng là ngôi lời đã trở nên xác thịt, lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ đời cha. Ngôi lời tức là lời đã trở nên xác thịt. Như tôi đã nói rằng lời thì là vô hình, nhưng mà Chúa Giêsu thì là hữu hình. Như vậy khi người ta muốn biết được lời của Đức Chúa Trời thì người ta phải đến với Chúa Giêsu. Nếu ai chối bỏ Chúa Giêsu thì người đấy đang chối bỏ lời của Đức Chúa Trời. Ngôi lời là quyền năng, lời là vô hình, nhưng mà lời đấy đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta có thể giờ đọc được. Khi Chúa tạo lên thế giới thì Chúa tạo lên bằng cái gì? Bằng lời phán. Chúa phán rằng hãy có thì liền có, hãy có mặt trời mặt trăng thì liền có. Chỉ duy nhất một sự tạo dựng Ngài không tạo bằng lời, đó là Ngài tạo dựng con người thì Ngài lấy tay lắn bụi đất, thà sinh khí vào lỗ mũi thì con người trở nên một loài sinh linh. Còn các cái tạo vật khác thì Chúa tạo ra bằng lời. Lời là vô hình, nhưng mà sau khi Thiên Chúa phán lời của Ngài thì lời đã trở thành vật thể. Anh chị em thấy kỳ diệu không ạ? Lời vô hình để trở thành một vật thể hữu hình có thể sờ nắm được. Trong sách Giăng thì cho chúng ta biết rằng lời đã trở nên xác thịt. Trở nên xác thịt khi nào? Khi Chúa Giêsu sinh ra trong thân xác của trinh nữ Maria. Khi Đức Chúa Trời có đi và thiên sứ đến truyền bảo sứ điệp của Đức Chúa Trời rằng hỡi trinh nữ Mary này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với loài người. Thì Mary tiếp nhận cái lời đó thì cái lời đấy đã trở nên xác thịt. Thân thể Mary đang là một cô gái còn sinh nguyên đã có thai Chúa Giêsu. Như vậy lời đã trở nên xác thịt. Nên Chúa Giêsu khi đến trong thế gian này, Ngài mang trong mình một cái thân thể xác thịt. Ngài là lời, nhưng mà khi Ngài đến qua thân xác Mary thì Ngài mang trong mình một cái thân thể xác thịt.
Nên những cái lý thuyết như là Ngài không phải là vân thể xác định, Ngài chỉ là một vị thần thì đó là sai lệch Kinh Thánh. Ngài vừa là một vị thần thực sự và Ngài cũng vừa là một con người mang thân thể xác thịt. Vì Kinh Thánh nói rằng là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Cho nên khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu là chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta muốn nói rằng chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời là chúng ta biết Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu với lời của Ngài đồng nhất với nhau. Kinh Thánh khẳng định cái quyển sách chúng ta đang có đây là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn trong sách Timôthê thứ nhì. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Hebrew nói rằng là lời của Đức Chúa Trời là lời sống linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chiêu hồn linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Quý vị có nhìn thấy Chúa Giêsu trong đây không? Nó chỉ là, nếu mà xét trên phương diện vật lý, nó chỉ là những con chữ. Nhưng mà khi chúng ta đọc, chúng ta tin những con chữ này thì Giêsu hiện thân trong lời đó đã đến với cuộc đời của chúng ta. Nên khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu là người đấy tiếp nhận lời của Chúa, và khi tiếp nhận lời Kinh Thánh đó là chính là tiếp nhận Chúa Giêsu. Cái quyển Kinh Thánh chúng ta có cực kỳ là quan trọng. Cho nên ai phủ nhận Kinh Thánh là người đấy đang phủ nhận Chúa Giêsu, mà ai phủ nhận Chúa Giêsu chính là phủ nhận Kinh Thánh. Mà Chúa Giêsu thực sự phải là Chúa Giêsu được mô tả trong Kinh Thánh, chứ không phải Chúa Giêsu theo niềm tin của chúng ta. Hai cái khác nhau. Tôi nói, tôi phân tích điều này để anh chị em hiểu nhé. Chúa Giêsu theo niềm tin của chúng ta khác với Chúa Giêsu của Kinh Thánh. Điều đấy có nghĩa là ông bà anh chị em được nghe người ta nói về Chúa Giêsu nào thì chúng ta tin như vậy. Một nơi khác người ta được nghe về Chúa Giêsu nói cách khác thì người ta tin như vậy. Nhưng Chúa Giêsu thực sự phải được mô tả ở trong Kinh Thánh này. Và Chúa Giêsu thực sự đấy là gì? Ngài là Đức Chúa Trời trở thành con người. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, sống ở giữa loài người đầy ơn và lẽ thật. Nên chúng ta tin Chúa Giêsu là chúng ta tin Kinh Thánh. Chúng ta tin Kinh Thánh là chúng ta tin Chúa Giêsu, vì Kinh Thánh và Chúa Giêsu không thể tách biệt nhau được. Điều thứ hai, Chúa Giêsu là đấng khởi thủy và đấng chung kết. Chúng ta nhìn vào câu số 1 của cái đoạn răng đoạn 1, tôi có một số 5. Câu này nói, câu đầu tiên nói rằng ban đầu có, ban đầu ngôi lời hiện hữu. Thế còn trong sách Sáng Ký đoạn 1 câu số 1 nói rằng ban đầu có Đức Chúa Trời. Quý vị đấy nhé, sách răng thì nói rằng là ban đầu ngôi lời hiện hữu. Còn nó sách Sáng Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy chúng ta thấy có một cái từ được lặp lại giống nhau, đó là từ gì? Từ ban đầu. Ban đầu Sáng Ký đoạn 1 câu 1 đó, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Răng thì nói rằng là ban đầu ngôi lời đã hiện hữu. Chúng ta thấy được điểm tương đồng chưa? Và cái điểm tương đồng này để khẳng định đến một điều gì? Chúa Giêsu chính là đấng sáng tạo. Ngài là đấng khởi đầu của muôn loài và vạn vật. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 13 nói như này: ta là Alpha và Omega, là thứ nhất, là sau chót, là đầu và là rốt. Giống như ngày hôm nay chúng ta dùng nó là từ A đến Z, thì cái thời kỳ ngày xưa người ta dùng cái ký tự Hy Lạp, rất nhiều ký tự đầu tiên đó là Alpha và ký tự cuối cùng là Omega. Khi Chúa nói rằng là, Chúa Giêsu nói rằng ta là Alpha và Omega có nghĩa là gì? Ta là đấng khởi đầu và là đấng kết thúc. Như vậy là khởi đầu của Ngài hay khởi đầu của chúng ta? Chúng ta xem Ê-sai đoạn 40 câu số 28. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ở đây gọi Ngài là gì? Đức Chúa Trời gì? Bao coi không có. Đức Chúa Trời hằng sống. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống. Cái từ hằng sống á, quý vị, đây là từ Hán Việt. Hằng sống có nghĩa là sống mãi mãi. Và trong tiếng Anh á,
là từ eternal, eternal God. Thì cái từ eternal á, còn có thể dịch là đời đời, vĩnh cửu. Có ai tạo ra Chúa không? Không ai tạo ra Ngài hết. Như vậy thì khi Ngài nói ta là Alpha và Omega, là khởi đầu của Ngài hay khởi đầu của chúng ta? Tôi nói lại để cho anh chị em nghe. Kinh Thánh nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, đấng đời đời. Khi Môi-se gặp gỡ Chúa thì Môi-se hỏi cái tên Ngài là gì để tôi về tôi nói lại cho nên xuyên. Thì Chúa nói rằng tên ta là Yahweh hay là Jehovah. Đọc tùy theo, có hai cách đọc, một là đọc là Yahweh hay là Jehovah. Thì cái từ Yahweh hay Jehovah dịch ra tiếng Việt Nam nghĩa là gì? Trong tiếng Anh nó có nghĩa là I am that I am. Thì cái tiếng Việt có nghĩa là gì? Ta là ta. Nhưng mà trong cái bản Kinh Thánh tiếng Việt, cái bản Kinh Thánh 1925 mà quý vị nhiều hội thánh hay dùng ấy, thì dịch là ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Tự hữu có nghĩa là tự tồn tại, hằng hữu có nghĩa là tồn tại đời đời. Thì cái cách dịch như thế cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng mà dịch chuẩn hơn đó là I am that I am, tức là ta là ta. Hay nói cách khác là không có một cái từ nào để gọi ta được hết. Từ nào gọi nó cũng thiếu. Nếu mà gọi là Shama thì cũng thiếu một chức năng. Gọi là Rafa là đấng chữa lành cũng chỉ có một phần thôi. Gọi là Shalom là bình an cũng chỉ có một phần thôi. Gọi là Nisi là đấng chiến trận chỉ có một phần thôi. Nên không có một cái từ nào để mô tả về ta hết một cách đầy đủ. Cho nên ta chính là ta. Khi Môi-se hỏi ngươi Ngài là ai để tôi về tôi nói lại. Bây giờ đi xem thì Chúa nói rằng là ta là ta. I am that I am Jehovah, I am Yahweh, ta là Yahweh, ta là Jehovah. Thế thì, Chúa là đấng đời đời, Jesus Christ là đấng đời đời. Không có ai tạo đến đây Ngài. Ngài tồn tại mãi mãi và Ngài bất biến. Thì khi Chúa nói rằng ta là Alpha và Omega, có nghĩa là cái khởi đầu của ai? Khởi đầu của Ngài hay khởi đầu của chúng ta? Đó là khởi đầu của vạn vật và khởi đầu của chúng ta, của con người. Alpha là đầu tiên và Omega là cuối cùng. Và trái đất này nó sẽ kết thúc vào khi nào? Vào khi Chúa Giêsu tái lâm. Và con người của chúng ta cũng kết thúc khi Chúa Giêsu tái lâm. Như vậy khi Kinh Thánh nói, Chúa nói ta là Alpha và Omega là đầu tiên. Tức là khi ngươi khởi đầu thì ta đã tồn tại. Khi ngươi kết thúc thì ta sẽ còn tồn tại và vẫn còn tồn tại. Đó là Jesus Christ. Nhưng Chúa Giêsu là đấng khởi thủy và là đấng chung kết. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu là đấng được sinh ra nhưng mà lại không phải là đấng được tạo nên. Có khác nhau không quý vị? Chúa Giêsu được sinh ra nhưng mà không được tạo nên. Thế nào là sinh ra và tạo nên? Còn chúng ta thì được. Xin lỗi. Đúng rồi, Chúa Giêsu được sinh ra mà không được tạo nên. Còn chúng ta thì vừa được sinh ra và vừa được tạo nên. Sinh ra có nghĩa là chỉ duy trì nòi giống thôi, duy trì cái sự sống này đây. Chúa Giêsu được Mary sinh ra, chúng ta cũng được bố mẹ chúng ta sinh ra, nhưng mà Chúa Giêsu không được tạo nên vì Ngài chính là đấng tạo dựng nên cả Maria là người sinh Chúa Giêsu. Còn chúng ta vừa được sinh ra bởi cha mẹ nhưng mà vừa được tạo nên bởi Thiên Chúa, đó là sự khác biệt. Giêsu là đấng tạo nên mỗi một chúng ta. Ngài được sinh ra đến một thời điểm của quá khứ của lịch sử, năm đầu tiên của công nguyên tính theo Tây lịch là Ngài được sinh ra. Nhưng mà Ngài tồn tại từ bao giờ? Ngài tồn tại từ muôn thuở. Trong sách Colosse thì giải thích rằng Ngài đã tạo tồn tại từ muôn thuở. Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Nên có một số người hỏi rằng là Cơ Đốc giáo của các anh ấy còn có sau đạo Phật nữa. Còn đạo lâu đời hơn nữa, đạo Hindu, Ấn Độ ấy còn lâu hơn cả đạo Phật và lâu hơn cả đạo Cơ Đốc ấy. Đúng là cứ đạo Cơ Đốc thì có sau đạo Phật và sau đạo Hindu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì là có trước tất cả các tôn giáo vì Ngài là đấng sáng tạo nên cả vũ trụ và loài người.
Đến đúng thời điểm của Ngài cách đây 2000 năm thì Chúa Giêsu giáng sinh. Chứ không phải lúc đấy Chúa Giêsu mới tồn tại. Đấy là hai khái niệm khác nhau. Đến đúng thời điểm Ngài giáng sinh nhưng mà Ngài tồn tại từ muôn thuở. Mary sinh ra Chúa Giêsu nhưng mà Chúa Giêsu lại tạo lên Mary. Chính vì vậy người mẹ phải thờ người con. Vì tại sao? Mary là vật thọ tạo, còn Chúa Giêsu mới là đấng sáng tạo. Giờ chúng ta thấy các cái bằng chứng trong Kinh Thánh là sau khi Chúa Giêsu sống lại thì cả mẹ Ngài cùng với các môn đồ Ngài đều quỳ xuống và thờ lại Ngài. Cho nên Chúa Giêsu là đấng khởi thủy và đấng chung kết. Làm thế nào để chúng ta có thể được ở trong cái đấng khởi thủy và đấng chung kết đấy? Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã đến ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Làm thế nào để chúng ta được kết nối với đấng đời đời? Làm thế nào để chúng ta kết nối với đấng khởi thủy và đấng chung kết đấy? Đó là đức tin nơi Chúa Giêsu. Hay nói cách khác là đức tin là một cái giống như là một cái ống dẫn để Chúa đến với chúng ta và chúng ta đến với Chúa, như là một chiếc cầu để Chúa có thể đi đến với chúng ta và chúng ta có thể đi đến với Chúa, giống như một cái chiếc điện thoại. Nhờ cái chiếc điện thoại mà chúng ta có thể kết nối mình với người thân của mình ở tận bên kia bán cầu. Có phải không quý vị? Chúng ta có thể lấy bất cứ cái hình ảnh nào để mà so sánh, tất nhiên là nó chỉ mang tính chất minh họa thôi. Khi chúng ta có đức tin nơi Chúa Jesus Christ thì chúng ta được kết nối với đấng đời đời đấy. Chính vì vậy khi một người tin Chúa Jesus, người đó có sự sống đời đời. Ở đây nói là đức tin là đức tin tiếp nhận, chứ không phải đức tin là tin Chúa đang tồn tại đâu nhé. Tin là tiếp nhận, tin là đi theo đấy. Đức tin đấy mới dẫn đến sự cứu rỗi. Chứ còn anh tin Chúa đang tồn tại trên cả thế giới này thì rất nhiều người tin Chúa tồn tại nhưng người ta vẫn xuống địa ngục. Tại sao? Bởi vì người ta tin mà người ta không theo. Cho nên có nhiều một số con cái Chúa đi làm chứng mà cứ nghĩ rằng là mình cầu nguyện cho người ta tiếp nhận Chúa vào lòng là người ta được tên, người ta được lên trên đàng. Chưa chắc đâu. Vì người ta tin thì người ta không theo. Còn việc chúng ta cầu nguyện, cứ cầu nguyện cho họ, người ta vẫn tin nhưng người ta vẫn đi theo cái con đường của họ. Đức tin đấy không dẫn đến sự cứu rỗi đâu. Đức tin đến sự cứu rỗi nó phải là đi theo Chúa. Mà đi theo Chúa còn có nghĩa là phải ăn năn từ bỏ tội lỗi đấy, chứ không phải là anh theo Chúa anh cứ muốn sống sao thì sống đâu. Nhưng mà khi chúng ta có đức tin thật nơi Chúa Jesus Christ thì chúng ta được kết nối với đấng đời đời. Chính vì vậy chúng ta có sự sống đời đời. Quý vị có hiểu điều tôi muốn nói không? Khi chúng ta kết nối với sự đấng đời đời thì chúng ta có sự sống đời đời. Trong sách Chiên Chiên thì có câu nói rằng là người tin thần nào thì người quả như thế. Chúng ta tin cái thần nào thì cái số phận của chúng ta cũng giống như cái thần của mình tin. Nhưng nếu mà chúng ta tin Chúa là đấng đời đời thì chúng ta cũng có sự sống đời đời ở trong mình. Và đương nhiên sự sống đời này nói đến sự sống đời đời linh hồn chứ không phải thể xác. Vì Chúa đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét mà. Cho nên thể xác không ai là không trải qua sự chết, trừ một số trường hợp đặc biệt mà đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Điểm thứ tư, Chúa Giêsu là nguồn của sự sống và sự sáng. Chúng ta quay trở lại sách Giăng đoạn 1. Giăng đoạn 1, quay trở lại Giăng đoạn 1 của tôi. Đầu tiên, có 1 đến câu 5. Quý vị nhìn vào hình này, tôi đọc lại. Ban đầu ngôi lời đã hiện hữu,
Chúa Giêsu đã hiện hữu từ ban đầu chứ không phải là cách đây 2000 năm Chúa Giêsu mới hiện hữu. Cách đây 2000 năm Chúa Giêsu được sinh ra chứ không phải cách đây 2000 năm Ngài mới hiện hữu. Ông bà anh chị em hiểu chưa? Cho nên, dù Cơ Đốc giáo được sinh ra cách đây chỉ 2000 năm thôi nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta thì có tồn tại từ cõi đời đời. Ngôi lời hiện hữu với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nhìn Giêsu hiện hữu với Đức Chúa Trời và Giêsu là Đức Chúa Trời. Câu 2, Ngài đã hiện hữu với Đức Chúa Trời từ ban đầu. Thì tôi đang vừa phân tích cho mọi chị em thấy là Chúa Giêsu là đấng được sinh ra chứ không phải là đấng được tạo ra. Còn chúng ta thì vừa được sinh ra và vừa được tạo ra. Mọi vật do Ngài tạo nên, chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. Cho nên Ngài là đấng sáng tạo. Chúa Giêsu là đấng sáng tạo. Cho nên ai chối bỏ Chúa Giêsu là chối bỏ đấng sáng tạo. Và ai tin vào đấng sáng tạo phải tin vào Chúa Giêsu để chúng ta tin vào ông trời. Mình gọi ông trời là đấng tạo hóa. Nhưng mà nếu người Việt tin vào ông trời là đấng tạo hóa mà không tin vào Chúa Giêsu thì niềm tin đấy không dẫn sự cứu rỗi. Vì Giêsu chính là đấng tạo hóa. Nếu chúng ta tin vào đấng tạo hóa của người Việt Nam, ông trời của người Việt Nam thì chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu vì Giêsu chính là đấng tạo hóa đã trở thành con người, hiện thân là con người. Chúng ta xem tiếp trong câu số 4. Trong Ngài có, trong Ngài sự sống đã hiện hữu. Sự sống là ánh sáng của nhân loại, ánh sáng chiếu vào tối tăm và bóng tối không nhận lấy sự sáng. Chúng ta thấy ở đây có hai cái từ đồng hóa với nhau là sự sống và sự sáng. Hai cái từ này đều là hai từ tích cực. Khi chúng ta có sự sống thì sự chết nó sẽ bị đẩy lùi. Quý vị nhìn cái cây thì quý vị sẽ quan sát mà về cái thế giới tự nhiên. Tại sao khi cái cây mà cái lá nó chúng ta gọi là nó già thì nó héo đi và rồi sau đó nó rụng xuống. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ không? Cái quả cũng như vậy đó, nó già, mình không vặt nó đi xuống á thì nó cũng sẽ khô héo và nó rụng xuống. Thế thì điều gì làm cho nó rụng xuống? Đó là cái sự sống, cái nhựa sống ở cây đấy, nó hút cái cây đấy, nó rút hút cái nhựa sống và nó đẩy cái nhựa sống nó lên trên. Thì khi cái nhựa sống nó đẩy lên thì những cái nào mà nó không tồn tại được nữa, nó đến thời điểm nó phải rời khỏi cây thì tự động cái kinh đấy nó sẽ đẩy cái lá nó rơi xuống. Nhưng mà quý vị cứ chặt nguyên một cái cành ấy, xong quý vị để cả cành và lá thì có khi cái lá nó ở trong cái cây rất lâu vì nó chết cùng với nhau, nó không có nhựa sống nó đẩy cái lá nó rơi xuống. Nhưng mà cái cành ấy mà vẫn ở, cái lá nó vẫn ở trong cây ấy, thì đến một thời điểm nào đó thì cái nhựa sống ở trong cây nó sẽ đẩy cho cái lá nó rơi xuống, nó không tồn tại được. Cho nên nguyên tắc của nó là nơi nào có sự sống thì sự chết sẽ bị đẩy lùi. Nguyên tắc để thay thế sự chết đó là thay thế bằng sự sống. Quý vị bật đèn thì tự động bóng tối sẽ không còn, nhưng mà nơi nào góc nào không có đèn chiếu đến thì bóng tối liền còn. Gầm ghế quý vị ở trong nhà kho, không nơi nào không có đèn thì bóng tối nó còn. Thì khi nào chúng ta tắt đèn thì bóng tối nó đến. Khi nào chúng ta bật đèn lên và bật ở chỗ nào thì chỗ đấy sáng. Các bạn quý vị, thì cái nguyên tắc Chúa tạo lên đó là gì? Chỉ có sự sống mới đẩy lùi được sự chết, chỉ có ánh sáng mới đẩy lùi được bóng tối mà thôi. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là gì? Là sự sống và là sự sáng cho nhân loại này. Mà sự sống của Ngài đó
nó không có tính chất tạm bợ, mà sự sống của Ngài nó có tính chất đời đời. Chính vì vậy khi chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu thì chúng ta được gắn kết với sự sống đấy và chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Và đồng thời á, nó còn tác động trên cả phần tâm hồn và cả phần thân thể chúng ta nữa, để đem lại sự giải phóng cho tâm hồn chúng ta và đem lại cái sự giải phóng cho thân thể của chúng ta. Khi chúng ta ở trong sự sống và sự sáng đấy, cái đây hai hôm mình tôi đến nha, chúng tôi đến Sóc Sơn, chúng tôi không có dự định đến đấy nhưng mà kế hoạch thay đổi là cuối cùng thì Chúa đưa chúng tôi đến đấy. Và tôi cũng đăng một clip lên trên YouTube đấy, anh chị em mà đã xem thế. Có cái bác này, bác ấy cũng lớn tuổi, chắc là khoảng gần 70 tuổi rồi. Thì khi bác mới, hai vợ chồng mới đến với Chúa một ít năm rồi, và cái quá khứ là người ta thờ cúng các cái hình tượng rất nhiều. Đó. Thì khi mà thờ cúng các hình tượng nhiều thì cái thế giới tăng tối nó bước vào trong đời sống của ta. Và nó gây ra rất nhiều cái rối loạn trong tinh thần này, bất an, bối rối, sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, rồi thậm chí là bệnh tật nữa. Và khi chúng tôi cầu nguyện, tôi đứng trước mặt tôi thổi cái bác súng, ngã súng, la hét. Bác bảo, khi mà mục sư lúc mà bác ấy tỉnh dậy, mà mục sư vừa thổi cái là người tôi nhũn, không thể nào mà đứng dậy được, mà tôi ru nên tôi la hét. Đó là cái gì? Sự sống, thổi sự sống của Chúa Giêsu Christ vào trong lòng, vào trong cái người đó, thì những cái ánh sáng nó sẽ chiếu vào trong tăm tối, và cái thế lực tăm tối ở trong đó, nó sẽ rung động, nó phải sợ hãi và nó xuất ra, rồi cái bệnh tật bên trong nó cũng sẽ được chữa lành. Để cầu nguyện cho cái bà cụ. Bà cụ này lớn tuổi rồi, bà ấy bị rất nhiều bệnh. Thì khi mà cầu nguyện cho bà thì bà này, bà ấy có một người nói rằng là, không phải là thôi, có một người bên cạnh nói rằng là bà này là linh của ma, tức là người đời người ta nói là ma theo á, là ma là mẹ của bà ấy. Vì bà cụ của mẹ chết lâu rồi, nhập vào bà ở trong bà, nhưng mà nhập nó không có nghĩa là làm ra điên khùng khùng đi lại đâu, rất bình thường. Sau khi mà cầu nguyện xong, tôi mới hỏi thế bà có hay làm mơ đến mẹ của tôi, hay làm mơ đến mẹ tôi lắm, hay làm mơ đến mẹ tôi, có cái gì là tôi biết, nhưng mà thực là bà cụ rất nhiều bệnh tật, nên mà vừa thổi sự sống của Chúa đến tác động, sự sáng của Chúa đến, cái ma, cái tà đó ở trong người của bà cụ bắt đầu run rẩy la hét lên. Công vẫn xong rồi hết. Cái điều gì đã đem lại sự thay đổi? Khi sự sống đến thì sự chết phải đẩy lùi, khi ánh sáng đến thì bóng tối phải rời xa. Cho nên cái nguyên tắc để chúng ta được kinh nghiệm được cái sự sống và sự sáng, đó là tiếp nhận sự sáng vào trong mình, thì tự động tất cả gì thuộc về bệnh tật, lo lắng, bối rối, bất an, bồn chồn đã phải rời xa chúng ta. Rất nhiều người gặp các bạn, một xưa sao tôi lòng tôi cứ bồn chồn, tôi làm bồn chồn, không biết gì, cứ lo lắng, bồn chồn. Tôi nói rằng đấy là tà linh nó đang vận hành ở trong chúng ta. Bây giờ cái nguyên tắc đó là chúng ta tiếp nhận sự sống thì tất cả những kia nó sẽ bị rời khỏi chúng ta thôi. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là sự sống và sự sáng. Khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu là chúng ta ở trong sự sống và sự sáng. Tất cả những cái từ này là để mô tả những cái hình ảnh về bản chất của Chúa Giêsu Christ. Trên một người tin Chúa thật, ăn năn thật, đang ở trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống và sự sáng của Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Giăng đoạn 5 câu số 38. Làm thế nào để chúng ta ở trong sự sống và sự sáng? Nguyên tắc chung đó là đức tin. Chúa Giêsu nói sao? Đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Đó
Làm thế nào để chúng ta ở trong Ngài, ở trong sự sống và sự sáng đây? Đó là tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, đó là tin Jesus Christ. Khi con người phủ nhận Chúa Giêsu thì không bao giờ có sự sống và sự sáng, và không bao giờ có Thiên Chúa ở trong cuộc đời người đó. Vì Giêsu chính là Chúa Trời trở thành con người. Nếu như mà chúng ta chối bỏ cái niềm tin về Chúa Giêsu thì chúng ta không ở trong Ngài bao giờ hết. Niềm tin về nơi Chúa Giêsu là cái gì? Niềm tin về Chúa Giêsu là tất cả những gì mà Kinh Thánh nói. Chúng ta chỉ chọn lựa tin một số điều trong Kinh Thánh nói và phủ nhận những điều còn lại thì chúng ta đang phủ nhận Chúa Giêsu. Chúng ta phải tin chọn những gì Kinh Thánh nói về Ngài. Cho nên chối bỏ bất cứ một lẽ thật nào về Chúa Giêsu đều không được cứu rỗi hết. Chúng ta xem tiếp Giăng đoạn 14 câu số 11. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta thì hãy tin ta bằng chẳng hãy tin bởi công việc của ta. Chúa Giêsu khẳng định gì về Ngài? Ta ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong ta. Người nói người tin Chúa Cha mà không tin ta thì không có phần gì với Ngài hết. Thế người nào nói tôi tin Chúa Trời nhưng lại chối bỏ Chúa Giêsu thì không có phần gì với Đức Chúa Trời hết. Chúa Giêsu khẳng định ta ở trong Cha và Cha ở trong ta mà. Giăng đoạn 6 câu số 5 đến 6. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong ta. Đương nhiên cái điều này nói đến ý nghĩa thuộc linh chức mà là thịt thật và mỏng thật. Hay nói cái khác là trở thành một với Chúa thì chúng ta sẽ ở. Giăng đoạn 15 câu số 5. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta thì họ sinh ra làm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì. Chúng ta ở trong Chúa, ở trong Chúa bằng cách tin vào Ngài và chấp nhận tất cả những gì Kinh Thánh nói về Ngài. Chúng ta chỉ cần từ chối một trong những lẽ thật về Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, chúng ta có thể mất sự cứu rỗi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu số 2. Đây là lời sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho anh em, bằng không anh em giàu có tin cũng vô ích. Thế là sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Hội thánh ở tại Corinto và một số hội thánh khác có một cái nan đề giống nhau. Là khi Phao-lô đến giao giảng phúc âm thì ông giao giảng rằng chỉ cần tin nhận Chúa Giêsu, ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu là được cứu rỗi. Nam giới không cần phải làm lễ cắt bao quy đầu và không cần phải trở thành người Do Thái thì mới được cứu rỗi. Nhưng có một số người Do Thái tin Chúa Giêsu, họ lại đến với hội thánh của Phao-lô và họ lại dạy ngược lại. Họ dạy rằng là bây giờ anh em muốn được cứu rỗi đấy thì phải trở thành người Do Thái bằng cách nam giới là cắt bao quy đầu, vì đây điều đấy được ghi lại trong kinh luật của Môi-se và đã được lưu giữ hàng ngàn đời rồi. Cho nên không thay đổi được. Muốn tin Chúa, muốn được cứu rỗi cũng được, nhưng phải làm lễ cắt bì thì mới được sự cứu rỗi. Và có một số người trong hội thánh cũng đi theo cái lời giảng dạy đấy. Ông Phao-lô, ông viết thơ Corinto, viết thơ Galati, viết thơ Roma và nói với hội thánh rằng nếu anh em không giữ theo như điều tôi đã giảng dạy cho anh em ngay từ đầu ấy, mà đi theo cái niềm tin của những người kia thì dầu anh em tin Chúa cũng là vô ích. Quý vị hiểu chưa? Cho nên sự cứu rỗi chỉ dành cho những người nào tin lời của Chúa một cách đầy đủ và đúng đắn. Tức là tin và một cách đúng đắn nhé. Chúng ta tin mà tin sai lệch thì chúng ta dù tin có chân thành chúng ta vẫn xuống địa ngục. Có những cái giáo phái họ dạy sai lệch,
về lời Kinh Thánh, họ dạy Chúa Giêsu, chứng nhân Giê-hô-va họ dạy Chúa Giêsu chỉ là thiên sứ, hiện thân của thiên sứ Mi-ca-ên thôi. Chúa Giêsu không phải là Chúa Trời. Không có sự sống lại ở phần linh hồn. Họ dạy Chúa Thánh Linh không phải là Chúa Trời, Thánh Linh chỉ là một sinh lực, một sinh hoạt lực. Và nếu chúng ta tin vào những cái niềm tin như vậy thì dù chúng ta tin rất chân thành, chúng ta vẫn xuống địa ngục như thường. Như Phaolô nói, nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ y như tôi đã giao giảng. Còn nếu không thì dầu có tin cũng là vô ích. Đến ngày sau đó có rất nhiều thầy dối đạo dối giảng những cái niềm tin lệch lạc với Kinh Thánh. Nhưng mà rất tiếc là cũng rất nhiều người tin theo, vì cái linh dối trá nó kiểm soát trên họ và họ chấp nhận đi theo những sự dối trá đó. Cho nên nếu mà chúng ta chối bỏ Ngài thì chúng ta không bao giờ ở trong Ngài. Để ở trong Ngài chúng ta phải chấp nhận Giê-xu với sự mô tả và bày tỏ của Kinh Thánh. Amen. Điều thứ hai là chúng ta sẽ không ở trong Ngài khi chúng ta chối bỏ mọi mặt lối sống của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu số 10. Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, những kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng hiểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chất bỏ, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Có một cái niềm tin khá phổ biến đang lan tỏa mà chúng ta phải rất cẩn thận, đó là cái niềm tin họ dạy rằng là Chúa đã đổ huyết mua chuộc tội lỗi cho chúng ta rồi, cho nên là chúng ta không cần phải ăn năn nhiều lần vì huyết đó để rửa sạch tội lỗi của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái điều này nó đúng, nhưng mà nó là đúng một phần. Đó là đúng là Chúa Giêsu đổ huyết để mua chuộc tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Nhưng nó như vậy nó mới chỉ đúng một phần thôi, chứ nó chưa phải là tất cả. Nói điều đó nó còn phải có thêm những câu Kinh Thánh khác nữa để cho chúng ta thấy một điều rằng là Chúa đổ huyết không có nghĩa rằng chúng ta cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Vì Kinh Thánh nói rất rõ rằng những kẻ tà dâm, những kẻ thờ hình tượng ngoại tình, kẻ làm dáng hiểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, say sưa, chửi rủa, chất bóp, đều có thể được tha thứ hay là sao? Được tha thứ khi chúng ta ăn năn. Nhưng mà khi chúng ta không ăn năn thì Kinh Thánh nói đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Không được hưởng nước Đức Chúa Trời dù cho chúng ta có tin. Ở đây Kinh Thánh không nói cho người ngoại đạo, vì người ngoại đạo không có Chúa thì đương nhiên là họ bị hư mất rồi. Dù họ không phạm những tội này thì họ cũng hư mất. Đây là công Kinh Thánh dành cho những người ở trong đạo. Vì có nhiều người nghĩ rằng là tôi theo đạo rồi, tôi sinh ra trong gia đình có đạo rồi, cho nên kiểu gì tôi cũng được lên thiên đàng. Xin thưa với quý vị rằng chúng ta chỉ có tên trong danh sách nhà thờ mà không có tên trong danh sách thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta chối bỏ Chúa không có nghĩa chỉ là chối bỏ cái niềm tin của về Chúa Giêsu được ghi tả trong Kinh Thánh, mà chối bỏ qua cái hành động, cái lối sống của chúng ta. Khi một người sống với những cái điều như này thì đang chối bỏ Chúa đấy. Mặc dù vẫn đi nhà thờ, vẫn hát thánh ca, vẫn dâng hiến, vẫn tham gia các hoạt động tôn giáo, có vẻ rất tốt, rất hay, rất tin kính, nhưng mà cái cốt lõi là cái đời sống đạo đức của người đó thì lại hư hoại. Và Chúa nói một cái người mà có đời sống đạo đức hư hoại ấy, thì không được hưởng sự sống đời đời đâu. Giăng cơ đoạn 2 câu số 20. Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm thì sao? Vô ích. Cho nên một người nói tin Chúa mà không có thể hiện Chúa trong lối sống của mình ấy, thì tin nó là vô ích. Cho nên tôi nói là có hai cái liềm, hai cái điều mà có thể làm cho chúng ta trở nên vô ích. Tin Chúa cũng là không. Thứ nhất là không tin Chúa Giêsu đúng theo Kinh Thánh mô tả. Thứ hai ấy, đó là tin Chúa Giêsu, đi nhà thờ nhưng mà chối bỏ Chúa Giêsu qua lối sống của mình. Tên của anh chị em không có ở trên thiên đàng đâu.
Nên chúng ta chỉ khi chúng ta ở trong Ngài thì chúng ta mới có sự sống và sự sáng. Mà để ở trong Ngài chúng ta phải chấp nhận Chúa Giêsu như Ngài đã mô tả về Ngài trong Kinh Thánh và các sứ đồ đã mô tả về Ngài trong Kinh Thánh. Và ở trong Ngài bằng cái lối sống của chúng ta được thay đổi. Amen. Nên những người mà theo Chúa bảo là theo Chúa bao nhiêu năm không thay đổi, tôi cảm thấy rất là nghi ngờ về đức tin của người đấy. Và tôi theo Chúa bao nhiêu năm thay đổi, con người bảo là tôi chờ bao giờ gần già già gần chết thì cần Chúa trở lại. Nhưng mà Chúa có trở lại, Chúa có báo trước trong ngày mình ngày và giờ đâu, thậm chí là mình còn chết trước ngày Chúa trở lại cơ. Thế nên cái lối sống của chúng ta rất là quan trọng. Để ở trong sự sáng và sự sống đấy, chúng ta phải chấp nhận Ngài và bước đi theo đường lối của Ngài. Amen. Hallelujah. Tôi xin tóm lại những điều tôi chia sẻ trong bài kỳ ăn hội thánh ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta biết ngôi lời chính là Jesus Christ. Ngôi lời đã hiện thân trở thành xác thịt và Ngài đã bày tỏ về Ngài qua Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng là lời của Chúa. Chúng ta chấp nhận Kinh Thánh chính là chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu. Chấp nhận Chúa Giêsu là chấp nhận Kinh Thánh, mà chúng ta phủ nhận Kinh Thánh là phủ nhận Chúa Giêsu, và phủ nhận Chúa Giêsu chính là phủ nhận Kinh Thánh. Tin Chúa Giêsu chính là tin Chúa Trời, và tin Chúa Trời mà phủ nhận Chúa Giêsu thì không được sự cứu rỗi. Vì Chúa Giêsu chính là hiện thân của Đức Trời, Ngài là Chúa Trời trở thành con người. Thứ hai, Ngài là Đấng, Giêsu là Đấng khởi đầu và là Đấng chung kết, Alpha và Omega. Tiếng Anh là từ A đến Z, tiếng Hy Lạp là Alpha và Omega. Ngài có trước khi mọi sự tồn tại. Chúng ta thì được tạo ra và được sinh ra, còn Ngài thì được sinh ra mà không được tạo ra. Vì Ngài chính là Đấng tạo hóa, tạo ra muôn loài vạn vật. Cho nên khi chúng ta ở trong Đấng khởi thủy và chung kết đấy thì chúng ta có sự sống đời đời. Và điểm đặc điểm cuối cùng đó là Giêsu là nguồn của sự sống và sự sáng. Sự sống sẽ đẩy lùi sự chết, sự sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, tất cả gì thuộc về sự chết, thuộc về bóng tối sẽ phải rời xa chúng ta, và bản thân người đó cũng phải rời ra khỏi bóng tối và sự chết. Nên tại sao chúng ta khi làm lễ báp têm, mục sư nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh nhấn chìm một người xuống ấy, thì cái việc nhấn chìm để gì? Để chết đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, thuộc về tội lỗi, và bước ra khỏi nước là cùng sống lại với Chúa Giêsu và sống một đời sống mới. Cho nên có nhiều người là làm báp têm rồi nhưng mà đời sống thì giống như là nhấn chìm ở đấy mãi mà không chịu ra. Tức là tội lỗi của mình vẫn cứ sống ở trong tội lỗi, thì cái đức tin người đấy không dẫn đến sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta muốn ở trong sự sống và sự sáng thì chúng ta phải tin Ngài, chấp nhận Ngài với cái niềm tin trọn vẹn của Kinh Thánh về tất cả sự mô tả của Ngài trong Kinh Thánh. Và thứ hai là chúng ta không chối bỏ Ngài qua lối sống của chúng ta. We'll be right back.